Xin chào các bạn, mình là Muối Vương đây. Hôm nay mình quay trở lại với các bạn để giải thích thêm về cái 5 kỹ năng cần thiết khi lái xe máy. Ở đây mình có lập một cái mind map. Một cái mind map như sau. Cái mind map đấy là nâng cao kỹ năng lái xe hai bánh. Ok, xe côn tay hai bánh. Nó có 5 cái. Lúc trước mình đã nói với các bạn ở cái video đó. Thứ nhất là bike control skill, kỹ năng điều khiển xe máy này. Hai là phanh này. Và là kỹ năng làm chủ, có nghĩa là các bạn quan sát ấy, mình có thể nói nó là kỹ năng quan sát. Tiếp theo là sự lựa chọn là của bạn. Thứ năm đó là vấn đề là của chính bạn. Vấn đề là của chính bạn thì đấy, mình thì sẽ nói kỹ hơn về năm cái này. Đầu tiên đó là bike control skill. Thứ hai là phanh. Thứ ba là quan sát. Thứ tư sự lựa chọn là của bạn. Thứ năm vấn đề là của chính bạn. Mình sẽ nói kỹ hơn với cái lúc trước. Thứ nhất đây là bike control skill. Đầu tiên các bạn phải kiểm tra xem xe có bất thường gì không trước khi vận hành chẳng hạn. Lâu ngày bạn lôi xe ra cũng nên kiểm tra này, hoặc là lâu lâu các bạn nên kiểm tra xem áp suất lốp rồi là những cái thứ xung quanh nếu xe nào cũ quá. Hai là các bạn, cái này rất quan trọng này các bạn ạ. Các bạn nên hiểu sự khác biệt giữa những cái xe khác nhau. Ví dụ như các bạn mượn xe bạn chẳng hạn thì chắc chắn là nó sẽ khác biệt rồi. Ví dụ như các bạn đang đi 150cc chẳng hạn, các bạn mượn xe 600cc, 400cc nó khác lắm rồi. Nếu mà ví dụ sport nữa các bạn còn khác nữa, vì cái dáng ngồi nó khác nhau đúng không ạ? Nên các bạn nên hiểu sự khác biệt đó để tránh là mình cứ tưởng là mình kiểu biết rồi ấy, mình phi lên mình cứ đi kiểu của mình là không được. Ngồi xe cho đúng cách nữa. Back check, head check. Như là kiểm tra trước sau trước khi hòa vào làn chẳng hạn, ví dụ mình ở đây, mình muốn đi sang bên này đi tiếp đúng không ạ? Thì đầu tiên là có cái gương ở đây, ngó gương. Ok, quay lại đằng sau nhìn. Tại sao quay lại đằng sau nhìn? Tại vì cái gương nó vẫn có điểm mù các bạn ạ. Thậm chí bên mình thì không có cái gương bên phải này cơ, có gương trái thôi. Nên sẽ quay lại nhìn là bình thường. Kiểm tra đằng trước xem có xe đến này không. Ok, đến không. Đến nó đi qua xong rồi mình mới đi vào đây đi tiếp chẳng hạn. Head check, back check kiểu như vậy. Nhìn đâu thì theo đó. Đang cua như này này. Cua như này này thì tất nhiên phải nhìn sang bên này rồi. Đang ở đây này, phải nhìn ra tận đây rồi đấy. Đúng không ạ? Nhìn ra hướng mình muốn đến rồi. Cách nghiêng xe theo tốc độ. Cách nghiêng xe thì các bạn nghiêng làm sao? Tốc độ càng cao thì phải nghiêng nghiêng càng nhiều đúng không ạ? Nhưng mà cái xe phổ thông ấy nó chỉ nghiêng được ở góc tối đa là 45 độ thôi. Đây. Các bạn có thể thấy là cái avatar của mình ấy nhìn thế thôi, nhìn nhá. Nhìn như vậy thôi nhưng mà cái góc nghiêng này ấy, nó chỉ có 42 độ từ góc này thôi. Thực ra từ cái góc này là 48 độ. Ở cái góc này là 48 độ mà nó đã chạm chân nhẫm rồi. Chỉ có những cái xe như ở xe sport trên thị trường hiện nay thì cái độ nghiêng tối đa của nó rơi vào khoảng 36 độ thì phải, 36 hay là 42, 42 ra 42 xin lỗi, 422 độ, 42 độ. Còn xe mà đua GP ý, cái góc nghiêng này nó là 33 độ hay 32 gì đấy. Chắc là anh 99 gì nhỉ? Anh 93 chắc là làm kỷ lục này, ép sát hơn này. 15 độ chắc. À không phải. 32 độ. 32 độ. Thì đây là góc nghiêng xe, cách nghiêng nữa. Phanh phanh mình chia làm 3 phần.
phanh để dừng, trong đó có phanh khẩn cấp và phanh để dừng bình thường, khẩn cấp và bình thường. Có lẽ sẽ không nói lại nữa. Phanh khi vào cua. Phanh khi vào cua. Trong phanh khi vào cua thì nhẹ nhàng với tay phanh thôi nhé. Và phanh muộn, giải thích phanh muộn như sau. Các bạn đang vào cua như vậy này. Mà nó đi ra đây này. Thì cái đoạn này các bạn phát hiện ra đúng không ạ? Thì các bạn dựng xe ở đoạn này này. Và phanh ngay trong cái quãng này đúng không? Phanh thẳng ngay cái quãng này và bắt đầu mình giảm được tốc độ rồi mình mới ép sang bên này. Đúng không ạ? Nếu không thì sẽ xuống đây. Đây là phanh muộn. Xong nha, 1 2 đến 3 này là quan sát. Quan sát thì các bạn phải cảm nhận xung quanh bạn thôi. Xem có những cái thay đổi gì xảy ra. Ô tô nó lùi chuồng ra ngoài này. Ra ngoài ô tô đằng trước nó đít đỏ này. Các bạn đang đi như này thấy đít nó đỏ đỏ nó phanh rồi chẳng hạn. Đấy là quan sát của các bạn thôi. Tiếp theo đi chậm tránh khỏi nguy cơ. Đi chậm tránh khỏi nguy cơ sao? Ví dụ đây là có một cái đống cát chẳng hạn. À, sạt lở chẳng hạn, các bạn phải tránh ra khỏi cái đống sạt lở đấy. Chứ không thì dưới này là ta ly chẳng hạn. Chứ các bạn đi sát vào nhà có nguy cơ các bạn đi xuống đúng không ạ? Thì tránh khỏi nguy cơ như sau, ví dụ như là xe tải bự chẳng hạn. Các bạn không nên vượt sang bên này chẳng hạn. Có nhiều cái nguy cơ lắm. Nói chung là ví dụ các bạn không muốn rơi xuống vách đá thì các bạn đừng có đứng ở gần mép vách đá. Quy tắc là như thế. Tốt nhất là ví dụ cái xe tải tiếc thì mình giữ khoảng cách với nó chẳng hạn. Tầm nhìn khuất mình không nên đi nhanh chẳng hạn. Cái đấy là tiếp theo này. Khoảng cách của sự sống còn. Khoảng cách đấy như sau. Các bạn chạy tốc độ khá cao chẳng hạn. Mình lấy ví dụ đây là xe các bạn. 1 giây các bạn đi bằng này, 2 giây các bạn đi bằng này, 3 giây các bạn đi bằng này. Được. 1 2 3. 1 2 3. Thì từ đây này, các bạn nhìn phải đến cái chỗ 3 này rồi. Tầm quan sát nó phải như này này. Tầm quan sát nó phải như này này. Đúng không ạ? Cái tầm quan sát cái ánh mắt các bạn phải bao quát được đến cái chỗ 3 này này. Đấy. Đây là khoảng cách 3 giây mà mình hay nói. Khoảng cách của sự sống còn. Chú ý những thay đổi trên đường đi. Ví dụ mặt đường nó thay đổi, cát sỏi xong rồi nhiều thứ khác nữa, ví dụ như là đang đi này có cái đống vật liệu nó dựng đấy chẳng hạn. Alo. Anh lên ngay bây giờ. Xin lỗi bạn, tiếp tục nhé. Giờ kỹ năng làm chủ. Xem xét các nguy cơ. Tiếp theo kỹ năng tư. Chọn lựa là của bạn, đúng không ạ? Các bạn chọn mạo hiểm. An toàn thấp, mạo hiểm ít, an toàn cao. Lấy ví dụ một cái ngã tư. Các bạn đi từ đây vào. Các bạn nhìn thấy một cái xe ở đây rồi. Một là các bạn phóng vượt đi qua cái xe đấy. Nhưng mà chỗ đoạn này nó hơi khuất một chút. Khuất. Nguy cơ là gì? Nguy cơ có ông đi vào đây. Nó sẽ chơi vào bạn ở đoạn này. Trong khi bạn biết có người ở đây, các bạn có thể một là đợi nó đi qua đã. Và các bạn vừa đi đến đây, đúng không ạ? Các bạn quan sát được bên này lẫn bên này và các bạn đi tiếp. Đi chậm lại tránh khỏi nguy cơ đúng không ạ? Còn nếu mà các bạn phóng nhanh thì nó sẽ tăng cái rủi ro lên, tăng lên. Đi chậm lại nó giảm rủi ro xuống, xem xét thôi. Đấy là chọn lựa là của bạn.
nhiều lúc lựa chọn lựa của bạn, ví dụ như chọn lựa giữa việc các bạn phóng nhanh hoặc là các bạn đi vừa phải. Đấy là chọn lựa là của bạn thôi. Kỹ năng thứ năm, kỹ năng này thì liên quan đến cái thời điểm là trước khi mình tham gia lái xe. Ví dụ như là các bạn uống rượu, rượu bia cũng tham gia lái xe này. Tiếp theo là yếu tố tâm lý cũng tham gia vào lái xe. Phản ứng bằng trực giác. Mình đi giải thích vào hai cái yếu tố này, rượu bia và lái xe thì chắc các bạn biết rồi, rượu bia thì nó mất kiểm soát thế thôi. Nó cũng dễ dẫn đến tăng tỷ lệ lên. Yếu tố tâm lý như sau. Ví dụ các bạn này. Bên này là tâm lý nhá. Khi người bình thường nó bằng phẳng như vậy. Khi vui quá nó đi lên như này, khi buồn quá nó đi xuống. Buồn, vui. Nếu các bạn để vui quá ấy, mà tham gia vào cái lái xe này ấy, thì nhiều lúc các bạn húng lên, các bạn phi nhanh chẳng hạn, hoặc là nghĩ đến cái vui các bạn không quan sát đường, và buồn quá các bạn cứ nghĩ đến những cái chuyện đâu đâu tính toán cái gì ấy, thì cũng không quan sát đường chẳng hạn, cũng tăng nguy cơ đúng không ạ? Bình lặng như thế và tập trung. Cái này cái người làm tốt nhất mình thấy là nhà sư. Cái nhà sư các bạn có thể để ý à, dù có những cái thay đổi biến chuyển gì trong cuộc sống ấy, người ta ấy vẫn có thể giữ được cái tâm của người ta. Cái tâm của người ta rất là bằng 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 như này. Cuộc sống nó cứ thay đổi như này, lên lên xuống xuống, lên lên xuống xuống. Người tâm người ta cứ đi 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 đi, đi, đi ngày ngày này qua ngày khác, người ta quen với cái trạng thái đấy. Thì cái việc yếu tố tâm lý các bạn phải rèn luyện thôi. Kiểm soát tâm lý đúng không ạ? Khi lái xe. Phản ứng bằng trực giác chẳng hạn. Ví dụ như là cái mình đưa ra như sau. Có một cái ngã tư như thế. Ngã tư. Thì ví dụ các bạn vừa dừng xe ở đây chẳng hạn. Đoạn này dốc. Cái đường này là đường dốc nhá. Thì các bạn dừng đèn đỏ đây chẳng hạn. Thì có ông đang mất phanh đi ầm ầm xuống, các bạn cảm giác cái trực giác các bạn nhìn qua gương thấy cái tốc độ di chuyển của cái xe nó khá là bất thường, thì lúc đấy các bạn phải vượt đèn đỏ ngay lập tức chẳng hạn. Đấy là cái trực giác của các bạn. Ở trên mình có một cái trường hợp là có một cô, cái ngã tư thì người ta ghi đèn đỏ được phép rẽ phải, có cái vạch ở đây thì cô ấy dừng ở đây, ông xe tải ông đi vào đây và ông nghe điện thoại đi đi đi, đi đây đến đây nghe rộp 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 rộp, và mọi người nhìn thấy thì thôi xong rồi. Và ông kia quay xuống, có người người ta bảo, mày đâm người rồi, nhưng mà đâu đâu đâu, hắn chỉ có biết gì đâu vì hắn đang nghe điện thoại mà. Thế là cái cô đấy thì đang mang thai nữa, rất là tệ. Người chồng thì không còn gì để nói nữa rồi, không còn gì để khóc nữa rồi, hết nước mắt. Đó là cái trực giác, cái giúp các bạn phản ứng tốt hơn trong những cái tình huống mà nó gọi là giác quan thứ sáu ấy. Thì tổng hợp lại như sau, mình có 5 cái kỹ năng nhưng mà nó chỉ có 3 cái. Thứ nhất là lái xe này, thứ hai là kiểm soát tâm lý này, thứ ba đó là cái sự rèn luyện tâm lý của các bạn. Đúng không ạ? Cái này là cái bản lĩnh của các bạn, bản lĩnh từ chối rượu chẳng hạn, bản lĩnh giữ được vững được tâm lý chẳng hạn. Và cái bản lĩnh của các bạn, ví dụ như ông nào biết võ chẳng hạn, nó phản xạ rất là nhanh đúng không? Trực giác rất tốt. Đây là còn sự lựa chọn là của bạn. Cái này thì người bình thường người ta cũng phải chọn lựa thôi đúng không? Đi nhanh, mạo hiểm, an toàn thấp, ít mạo hiểm, an toàn cao. Rồi, cảm ơn các bạn đã xem video của Mối Vừng. Mình giải thích như vậy có lẽ là khá sát rồi đấy ạ. Tất cả những cái kỹ năng nâng cao kỹ năng lái xe côn tay hai bánh nó nằm ở đây, ở cái mind map này.